Phi Nhung mang con trai nuôi ngày 29 Tết, mẹ không dạy được thì nhờ cộng đồng mạng dạy. Vốn là một người hiền lành nhưng có vẻ lần này Hồ Văn Cường đã khiến mẹ Phi Nhung thật sự nổi giận. Phi Nhung và Hồ Văn Cường được biết đến là cặp đôi mẹ con ăn ý trên nhiều sân khấu lớn nhỏ. Tuy chỉ là con nuôi nhưng Hồ Văn Cường được Phi Nhung chăm sóc và hết lòng đào tạo, hỗ trợ theo đuổi ước mơ ca hát. Mới đây, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi nữ ca sĩ đăng đàn công khai chỉ trích con nuôi, nếu là con tôi sinh ra tôi sẽ đánh cho một trận. Bây lớn không biết chào hỏi ai trong gia đình, không biết phụ các em, tết nhất cũng không biết lau chùi bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa cùng ăn cơm với gia đình. Một năm nay ngoài đi học và đi hát là xuống nhà, còn lại 24 trên 24 trong phòng. Phi Nhung tỏ ra bất lực trước người con nuôi ngỗ nghịch, xin lỗi mẹ không dạy con được, mẹ phải nhờ cộng đồng mạng dạy con. Mẹ sẽ chấp nhận mọi người trách mẹ chứ không thể để con hư được nếu không sang năm khó mà dạy con được. Mẹ cấm tất cả fan của Hồ Văn Cường chiều chuộng bạn ấy quá, bạn ấy sẽ bị bệnh ngôi sao. Lần này mẹ dạy con không được nữa thì hết duyên. Quá bức xúc là một người hiền lành, nhưng lần này Phi Nhung tỏ ra vô cùng cứng rắn, thậm chí cô còn thẳng thắn yêu cầu quản lý của mình đừng xen vào. Hồ Văn Cường được biết đến khi tham gia một cuộc thi ca hát vào năm 2016. Yêu thích dòng nhạc quê hương và có tài năng nhưng do gia cảnh nghèo gió khiến cậu bé rất chật vật trong việc theo đuổi ước mơ. Thương cảm hoàn cảnh đó, Phi Nhung đã nhỏ ý chu cấp cho cậu bé đến hết lớp 12, Hồ Văn Cường từ đó trở thành con nuôi của Phi Nhung, được cô dẫn dắt và hỗ trợ rất nhiều trong con đường ca hát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.